các bạn đến với kênh Tony TV. Cái clip Lego lần trước hơn 5 triệu view và hơn 70.000 like. Với có rất là nhiều bạn vào comment kêu là thôi anh Tony làm thêm những cái clip Lego sáng tạo như vậy nữa đi. Vì thế mà mình đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều hộp Lego, có rất là đa dạng mẫu nằm phía bên kia kìa, cho mấy em nè đây chọn. Đó, đây mình lấy ra những cái mẫu mà rất là dễ ghép. Hình Lego xe cứu hỏa này cũng đẹp chứ. Mà giờ chú ý là cưng gáp được không? Chia làm 3 đội, mỗi đội là 2 bạn. Bởi vì ngày hôm nay thì phần lớn các thành viên trong team của mình đều đã đi học hết rồi các bạn. Chỉ có 6 bạn nãy đây rảnh vào buổi sáng thôi. Vì thế mà mình tập hợp lại đây để mà quay clip cho các bạn xem nhé. Chọn đi, chọn được chưa? Anh nói gì anh nói. Mà lấy trong bộ này. Sao? Bộ này. Chọn bộ nào? Bộ này đi. Bộ này. Em với Ngọc rồi chọn bộ này nè. Em với Đại chọn bộ này nè. Bộ này nè. Dạ, rồi. Bộ này là bộ gì đây? Xe cần cẩu. Sao không chọn cái hộp này nè, cái cục Lego nó bự, dễ gắp, dễ chơi. Các bạn thấy không, 380 miếng, chơi cái nào phải khó khó, chứ chơi dễ như bọn này chán lắm các bạn. Trong clip này thì gồm có 3 đội chơi, đội đầu tiên là đội Thành Ngáo và A Đại, đội thứ hai là Vũ Thanh và A Ngọc, đội cuối cùng là bạn Quang Mập và bạn Tiểu Dương. Ôi, nhiều mảnh kìa, chúng đây còn nè. Tò mò quá, không biết cái bộ này nó ra sao nữa. Cái bộ này có quyển sách hướng dẫn nè, các bạn làm theo từng bước, cuối cùng các bạn sẽ có được một chiếc xe con cẩu. Mấy cái bộ Lego mà có sách hướng dẫn á là dành cho con nít chơi, còn bọn mình á chơi Lego là tự do sáng tạo theo ý muốn của mình nè. Nếu mình có sách hướng dẫn á là mình bắt chước theo người ta rồi, mình tự sáng tạo mới gọi là đẳng cấp. Cuộc thi vòng đầu tiên, ráp con robot. Để coi con robot bên đội nào đẹp hơn thì điểm sẽ cao hơn nha. Bọn mình làm cái con robot bao ngầu luôn các bạn. Mình đang làm con robot nè, cái chỗ này để cho con nhân vật này ngồi vô để điều khiển. Mình thích mấy bộ Lego cái cỡ nhỏ giống như vậy nè, nó đòi hỏi tính tỉ mỉ rất là cao, hoàn thành xong mới đã. Nãy giờ mình gáp được cái đồ điều khiển của chiếc xe cần cẩu rồi nè các bạn. Các bạn thấy hai cái chân của robot mình khổng lồ không? Còn đây là cái mình của nó nè. Sao cái chân con robot mình bển nó bự dữ vậy? Còn cái chân con robot của mình có chút xíu à. Chứ lại mặt nó ngáo nữa, mặt robot mình á. Mình phải nâng cấp nó lại thôi. Tháo cái chân nó ra. Cái đầu con robot của mình đã hoàn thành nè các bạn. Còn đây là thằng nhóc điều khiển con robot này. Đội của mình trước mắt là thấy sau 3 vòng thi là gáp không kịp rồi đó. Con gáp đi nói chuyện hoài. Giờ mình sẽ gắn bộ điều khiển. A few moments later. Vòng đầu tiên chấm điểm hai robot của hai đội chơi nha các bạn. Để xuống, để xuống. Robot chiến binh là ta đây. Còn bên mình là robot võ sĩ. Bên trong đây có một con người đã điều khiển con robot nè. Đó, bạn nhìn thấy chưa? Con người bên trong điều khiển đàng hoàng, có chỗ ngồi đàng hoàng nha các bạn. Đâu có giống như con robot con ngáo con người nằm trên đây, lỡ nó gớt xuống chết rồi sao? Đúng rồi, lỡ như trong lúc tấn công thành phố bị cảnh sát gì đó bắn nhẹ cái con trên này gớt như là chết queo rồi sao? Hồi nãy tao nói với mày rồi, có ai điều khiển con robot mà đứng trên đầu đâu. Vậy mà ngáo nó cãi em. Tổng thể hai con robot á, thì con này nó có cái thế mạnh là cái người điều khiển rất là an toàn. Cái đầu nó cũng khá là bá đạo, tuy nhiên thì cái chân của nó quá bé bạn, rất là yếu luôn ha. Phần trên bự, cái chân quá trời nhỏ rồi. Riêng về đầu của thằng ngáo thì nó dẹp lép nha. Bạn nhìn nè, vị trí đứng của người điều khiển không hợp lý là bị trừ điểm. Tuy nhiên thì các bạn ấy có được cái phần chân rất là đẹp, rất là vững vàng. À vì thế mình quyết định cho cả hai đội này đây 9 điểm ngang nhau hết. Nếu đã là cuộc thi mình phải tạo ra tính chất công bằng nhất có thể. Riêng về hai đội này thì đó là Lego khổng lồ, khá là dễ lắp ráp. Vì thế chúng ta sẽ chuyển sang vòng thứ hai là thi lắp ráp chiếc thuyền chiến. Nếu mà trải qua 3 cuộc thi vòng 1, vòng 2 và vòng 3 kết thúc mà cái đội của Tiểu Dương và Quang Mập vẫn chưa hoàn thành xong cái chiếc xe cần cẩu thì đội đó sẽ bị loại và hai đội mấy em sẽ là nhất và nhì, hiểu chưa? Trời ơi, anh biết cái này khó lắm đúng không? 3 vòng làm sao xong kịp cái xe cần cẩu? Đã không kịp thì thua. Hay là bây giờ mình làm chiếc thuyền hải tặc đi. Chiếc thuyền ngầu ngầu quá nha. Ừ.
bự nó dễ ghép lắm các bạn ơi. Đó các bạn thấy không, cái hiện mình có cái cửa sổ đi không gió vô cho nó mát nữa nè, hai cái luôn cho nó mát bạn ơi. Vòng 2 đã kết thúc, giờ chấm điểm hai chiếc tàu để xem chiếc tàu chiến của ai sẽ đẹp hơn, đẳng cấp hơn. Đem ra ngoài này đi. Nó làm cái gì vậy ta, nặng lắm không? Tàu của em nặng lắm. Quay ngang qua. Trời ơi, các bạn nhìn vô thì các bạn thấy đầu tiên là chiếc tàu của bên Thành Ngáo nó siêu to khổng lồ. Tàu bự nhưng mà chặt trời nóng mực. Các bạn nhìn tàu mình nè, có cửa sổ, không mát đồ đàng hoàng luôn. Để khoan khoan để anh coi, anh quay cho các bạn ta coi nè. Đó, bên tàu của bạn An Ngọc thì nó nhỏ hơn, tuy nhiên thì nó đẹp hơn, nó thoáng mát hơn, bố cục rất là hợp lý. Ở đây có ông chủ tàu ngồi phía trên lái tàu nè các bạn thấy không, ở phía dưới có cửa sổ, có người ngồi ngóng mát. Ê, rất là ok. Bước sang tàu của bạn Thành Ngáo, đây là vị trí của thuyền trưởng đang lái chiếc tàu ha. Nhìn vào không gian phía dưới nè, bạn nhìn thấy không, nó tối thui à. Hai chiếc tàu này coi bộ bốc phong thắng bại à. Hai cái tàu này em thấy tàu nào cũng đẹp hết trơn á. Kết thúc vòng thi thứ hai thì đội của bạn Ngáo là chiếc thuyền chiến siêu to khổng lồ, tuy nhiên thì không gian nó khá là chật chội và không khí hơi bị ngột ngạt. Còn chiếc còn lại là của đội bạn Vũ Thanh và A Ngọc, chiếc thuyền bé nhỏ nhưng mà không gian thoáng mát, gọn gàng, bố cục rất là đẹp, mình rất là thích. Thì quyết định chấm điểm cho hai đội này bằng nhau 9 điểm. Và cuộc thi thứ ba sẽ là quyết định giữa ba đội chơi. Nếu mà cái vòng thứ ba này kết thúc mà đội của bạn Quang Mập và Tiểu Dương vẫn chưa làm xong cái chiếc xe cần cẩu thì là thua. Vòng cuối mình sẽ làm ban giám khảo với anh Vinh nha các bạn. Thôi chiếc thuyền tiếc quá các bạn ơi, mà không ráo cũng không được. Vòng cuối này mình sẽ làm cái ngôi biệt thự siêu to siêu khổng lồ nha các bạn. Đại, mày muốn cái nhà của mình bao nhiêu tầng? Một cái tầng trệt với một cái lầu là được rồi, xây nhiều quá không có thời gian. Bước đầu tiên là làm cái nền nhà. Ở bên bển người ta xây một lầu đó, mày định xây mấy lầu? Đó giờ tao ở nhà lá đâu mà, đâu ở nhà lầu đâu. Mày sống ở đời mày cũng phải biết mơ ước chứ mày. Ước mơ hả? Mấy xây hết lên rồi đi, được bao nhiêu thì tính. Ừ vậy đi. Từ từ mày. Thôi có xíu. Lắp cái gì? Làm ngôi nhà khó quá các bạn ơi. Tháo ra lắp vô hoài mà chưa xong. Bộ cái này nữa là xong rồi các bạn ơi. A few moments later. Vòng chung kết thời gian đã kết thúc rồi. Giờ mời các đội chơi nạp cái sản phẩm của mình đi, cho thời gian 5 giây. Và người chấm điểm cho vòng thi chung kết lần này, một là Tony, hai là bạn Tiểu Cường. Anh thấy cái đội này khá là đẹp nha, để anh chấm điểm trước cho. Bạn nhìn thấy đây, ngôi nhà này ở phía trên là người ta có cái máy sắp xếp rất là đẹp, có thể đứng ở phía trên này buổi tối nhậu nhẹt uống sữa gì cũng được nè. Ở dưới này là người ta có cái máy hiên để người ta đứng người ta hóng mát, bạn nhìn thấy đẳng cấp không? Hai bên còn có cây xanh để cho không khí thêm tươi mát nữa. Quá đẹp luôn. Ở dưới này có cái cầu thang bước lên từ từ chui vô nè các bạn. Trời ơi quá êm luôn à. Anh chấm cái nhà này là 10 điểm. Tiểu Cường chấm nhà này mấy điểm? 9 điểm thôi. 9 điểm. 9 với 10 là 19 đúng không? Dạ. Còn đội bên này thôi rồi tan nát rồi lượm ơi. Còn đội này anh chấm 4 điểm nè. Tại vì chưa làm xong. Còn Tiểu Cường chấm mấy điểm? Em chấm đội này 0 điểm nè. Bởi vì nó chưa làm xong. Thằng ơi, Vinh chấm điểm mất rồi mày còn chấm điểm mất hơn nữa. Chứ mày làm chưa xong mà mày đòi điểm cao là sao? Phải gọi chưa làm xong sao chấm điểm cao được. Đội của Quang Mập review chiếc xe cần cẩu của mình đi. Dạ, chiếc xe của em á, nếu mà tháo cái cây này ra là có thể quay 360 độ tùy ý thích luôn. Đó. Rồi nếu như các bạn muốn tùy chỉnh dây á thì chỉ cần quay cái này nè. Đó, dây nó sẽ thu lại. Quay y như là xe thiệt luôn nha các bạn. Đó, trong đây có thằng Lego nó điều khiển nữa. Đâu? Nè. Còn Lego rồi đó, một thằng Lego điều khiển, còn Lego nào nữa không? Dạ còn ở dưới đây nữa. Trời ơi. Lái xe. Lego nằm ở trong đó kìa các bạn, nó nằm đó để nó lái chiếc xe đó. Xe này có bộ gắp hơi lâu á, mình chấm nó 9 điểm thôi nha các bạn. Xe này có bản hướng dẫn lắp gắp.
Bạn nào mà muốn mua bộ đồ chơi Lego á thì hãy lên shop tonyhoi.vn. Anh Vinh miễn phí vận chuyển. Xe cần cẩu này 8 điểm. Yeah. Ủa, chứ xe đẹp vậy tại sao có 8 điểm vậy? Hồi nãy anh giúp đỡ hai đứa cưng cả buổi trời. Xét về công bằng thì giữa hai đội chơi này vòng 1 và vòng 2 điểm bằng nhau, nhưng mà sang vòng cuối thì đội của bạn Ngáo và A Đại đã không hoàn thành xong cái ngôi biệt thự cho nên là thua. Riêng về đội của Quang Mập và Tiểu Dương là anh đã quyết định ngay từ đầu là sau 3 vòng của hai đội này thì bạn ấy phải bắt buộc hoàn thành xong cái chiếc xe cần cẩu, thì cuối cùng đã hoàn thành xong chưa mấy đó? Thì đội này là hạng nhì, đội của bạn Vũ Thành và Ngọc là hạng nhất. Tèm đã được đội hạng nhất, mời Tiểu Cường đem phần thưởng vào trong này. Làm gì hấp tấp dữ vậy? Quay cho người ta coi này là gì, mật ngữ siêu thú ngân hà. Về nhà chơi đi. Đúng. Đội của hạng nhì Slender, trò chơi trí tuệ nha các bạn, thương nhân đá quý. Đó, về nhà lấy ra chơi đây. Cảm ơn Vinh. Còn đội của Thành Ngáo và A Đại là hạng bét, chỉ có được cái bộ Lego này đem về nhà chơi thôi. Video này đến đây là kết thúc. Bạn nào có nhu cầu mua Lego thì lên shop tonyhoi.vn mua để ủng hộ mình nhé. Hàng chất lượng, giá mềm đàng hoàng. Rồi hẹn gặp các bạn những video sau. Bye bye.